Rồi mình xin chào cả nhà nha. Lời nói đầu tiên cũng xin chúc cả nhà sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống nha. Cảm ơn cả nhà đã đăng ký kênh ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Bữa nay mình với anh Giá đi bẫy chuột dừa. Anh Giá đang bên kia kìa. Mình đặt một bên, anh Giá đặt một bên. Anh Giá đặt bẫy chuột dừa với mình luôn. Cái vườn dừa là đẹp lắm cả nhà ơi. Rộng bao la luôn, thênh thang luôn. Đây hả? Cái vườn dừa hồi đó giờ mình mới thấy cái vườn này đẹp, nhưng mà trên cái dừa thì chuột thấy cũng có nhiều. Anh chủ dừa nè, anh chủ vườn dừa này kêu mình đặt lại vườn anh đặt nè, để đừng cho phá dừa nè. Xe hai xe anh em mình đậu bên kia đó, là anh chủ dừa đang sửa dừa trên đó đó. Rồi giờ mình đặt chuồng dừa. Cả chừng 5 phút đó mình đặt. Ê chủ vườn, vườn này đẹp lắm. Rồi bây giờ mấy anh em mình tiến hành gài chuột dừa. Tối hẹn cả nhà đi thăm chuột dừa với mình nha. Đó là anh chủ vườn đó. Tối nó chạy dữ lắm anh. Mình xin chào cả nhà nha. 7 giờ rưỡi rồi, hai anh em đi thăm bằng áo mưa luôn nữa nha. Ở đây thì có đèn đường nè, cái bẫy chuột mình dính con ở trên đó rồi đó. Ủa, ngay chân chỗ đó đó. Giờ mình để mình lấy xuống nha. Giờ lấy xuống. Lời nói đầu tiên cũng chúc sức khỏe cả nhà. Để mình giờ dưới xe mình qua cái nha ơi. Bự không? Mới dính luôn phải không? Mưa quá nó không đi ăn bởi vì nó còn mồi mới vô luôn nè. Chưa ăn á. À, coi nha, Giá đem vô. Mưa bởi vì đi 7 giờ rưỡi mà thăm hồi nãy 6 cái kia mà không dính con nào luôn á Giá. Anh mới cái trong kia chó sủa. Chó sủa hả? Gọi cái đầu vô dính ngon lành, nó còn khô chuột nè, phải mà dính lâu là nó ướt nhẹp chưa coi. Ở đây mưa tầm tã luôn, mấy con đèn mình giờ nó ướt nhem hết trơn nè. Giờ anh Giá đang gài lại, cái này cực khổ luôn nha, mưa luôn rồi bằng áo mưa luôn nè. Anh em mình chiến cái này là chiến trong đám mưa luôn, tèo mù đi hết trơn rồi. Rồi đặt lại coi nha. Em còn nữa mình đem xuống cho anh Giá vô anh Giá ơi, vô hai con. chưa kịp ăn màu luôn thấy ạ. Dạ đang gài lại ngon lành cành đào đó đó. Mấy cái số 7 này là của anh Giá, trong đó cũng con lấy mình lấy của anh Giá mình đặt mới đó. Có cái phèn đó mình gắn chai nước vô là mình đặt này ngon lành này, dính được hai con mà nãy giờ mười mấy cái này. Đây chỗ anh Giá nè, mấy cái bẫy của anh Giá dính hàng con này, đặt hơi cây hơi cao, giờ trời đang mưa nữa. Anh Giá cũng được 3 con, con này con thứ 3. Bự anh Giá. Vô. Chưa kịp ăn mồi nữa. Chưa kịp ăn mồi luôn á. Để luôn. Khỏi thai mồi. Mồi còn nó cắn chút chút là mình khỏi thai luôn cũng được. Mình nhầm khi nó con dính chút cái mình khỏi thai nó cũng vẫn dính. Mình giờ phải dối lên đặt lại, mà cái dừa này cao lắm, mình dơ lên là mưa nó ướt. Cái camera
cái vườn dừa này nè, hồi chiều quá trời đã luôn. Mà phải đừng có mưa đi thăm đã anh giá. Anh em mặc áo mưa đi luôn. Mình cũng mặc áo mưa luôn. Lâm gâm lắc gắt. Rồi đi thăm tiếp rồi cả nhà. Mưa lớn lên luôn rồi. Giờ mình không biết làm sao luôn rồi cả nhà ơi. Dính anh giá. Dính hả? Dính này cả nhà ơi. Dính con chà bá luôn rồi. Anh giá mặc áo mưa màu trắng cái gọi vô cái áo mưa của anh giá cái trắng lên liền. Ồ dính còn bự cả nhà. Dính còn bự chà bá luôn nha. Ồ. Đem chuột xuống coi, đem vô xuống coi đó. Trắng tươi ngồi cái đó. Chà bá nữa. Con này bự á. Này nó ướt nó tèo mùi ri về luôn rồi nè. Vô. Trời nhanh quá vậy nhá. Hồi nhá bỏ nhanh đi chứ. Quịt. Đó. Nãy giờ bốn con. Bốn chú. Đồng nó. Bốn chú quá ngon lành. Dính nè. Dính rồi cả nhà ơi. Thấy anh giá gút lên là biết rồi. Ồ. Ồ, chà bá nữa rồi. Chà bá nện luôn rồi. Mấy cái dừa cao cao nè. Đặt là có mà cao quá. Xuống. Xuống liền. Ngon lành dơ ra anh giá. Đã rồi. Quá đã. Đó, nãy giờ chắc cũng nhiều nha. Một số con rồi đó. Chắc được 17 cái mới thăm được mười mấy cái. Năm số con. Bằng kia mới ăn thua, mất ăn thua. Ồ, đó. Còn cái con bự này nè. Bự chà bá này nè. Sáng hy vọng, tối hy vọng kiếm chừng 20 con rồi. Em mười mấy con được rồi. Em đã hình như còn mười mấy cái nữa. Mình còn mười mấy cái nữa. Có hàng nữa rồi cả nhà ơi. Một anh áo trắng đứng phơi đứng ở đó kìa. Hơn cái cây nè, cao nhiều nhiều luôn mà anh em đặt tới luôn á. Không ai chăng cho đó. Vô đây là vô clip này là cái lá dừa nó thưa, nó dày á. Bởi vì mưa nó không ướt. Cái nhậu đồ quá. Lụm. Quẩy không có móc bởi vì cái chụp liền cả nhà ơi. Bự á. Vô. Vô liền. Tối mưa cực khổ. Chị chén cơm manh áo của mấy anh em mình. Mấy chú dừa. Chà bá không rồi. Bây giờ đặt lại mấy hơi bị cực nè. Ừ.
hy vọng là sáng dính. Trời ơi, đó trời cũng cái nhà mưa tầm tã gì đi để chuột. Còn cái nhà ấy. Dễ lụm đó. Dễ lụm đó. Ôi, nó trơn. Trời, cây ớt nè. Cây ớt này đã thiệt nè. Chuột chuột nó bự dữ đó hả? Nó còn khô á. Nó còn khô thấy nó bự. Nè giá này cái ớt này, cái ớt này mới ngon nè giá. Ớt này ớt xanh nữa nha. Cây ớt nó đẹp. Trái này nó đã, nó ngon lắm mà nè. Nó cay lắm mà giá. Giá giờ đang gà lại dính con ngon lắm nè. 6 con lận ký rồi đó. 7 con ký hoài rồi đó. Lật không? Cái đèn mình giờ nó dính nước. Dễ lật không? Dễ lật. Có dừa lớn lấy lật hoài đã. Phải có dừa lùng lùng dây đặt đá không? Giá đi trước đi. Cái cây này cả nhà nhìn thấy không? Nó cắn. Nó cắn bẹ. Nó cắn bẹ, nó cắn trái rụng quá trời. Nhưng mà không dính. Đang dính chưa? Dính nào? Tiếp tục là dính con này. Con này bự luôn đó nha. Đó. Mười quá mười đứng đây. Giá bỏ vô. Dính con này cũng bự. Chà bá. Cái lòng của anh Giá có làm cái nó có cái móc ở đâu, đâu có sợ rớt đâu. Dính con là ngon lành. Rồi cái bẫy này, cái bẫy này dính luôn hả gì nè anh Giá ơi. Cái bẫy dính luôn anh ơi. Cái bẫy này nè. Ôi, ê, anh Giá ơi, dính con bìm bịp. Thôi, dính con bẹp bẹp cái nha. Thấy kìa. Dính con bẹp bẹp. Mình thấy bẹp bẹp luôn đó. Thấy nhà chắc thấy đâu, để hồi mình đem xuống nha. Mình ốp máy hồi mình đem bẹp xuống cho cái nhà coi nha. Ừ, dính con bẹp bẹp. Mấy chục dừa mà dính bẹp bẹp cái ghê chứ. Đó, 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 rồi xuống. Ờ, chiếc này đã rồi. Con bìm này cũng là 100 mấy đó nha. Đó giờ nè. Đó, mày thấy cái đuôi nó này, cái đuôi nó đen đen nè. Đó, đó. Đây nè. Trời ơi trời. Đây nè, con 70 dừa dính bìm bìm bí ghê. Đây nè. Khoan ra này cho cái nhà xem cái coi. Bắt chuột ăn đây. Ai đặng dính được chuột đó nè. Ôi rồi nó con bẹp này nó dãy banh cái đầu của chứ kìa. Trời ơi cái móng quá trời luôn giá ơi. Nè. Cái nhà thấy không? Đó. Bởi xuống dưa mà đi dính bị bẹp bị ghê. Anh Giá đặt công nhận, anh Giá đặt tài thì chứ. Con chuột đó kìa. Dính bị bẹp bị đá nha. Giá, anh Giá quá lợi hại anh Giá ơi. Bây giờ bắt bị bẹp thì bỏ vô cái ổng ngăn ở đây đi anh Giá.
đó. Người thấy không đó, bỏ chuột dừa và dính bìm bịp. Cái bẫy gì mà nhỏ gì mới vô được anh giá, dữ dằn được chứ. Mình đã hỏi anh giá tưởng nó tuột xuống rồi, dính con chuột có tuột xuống rồi. Mình nãy mình gọi mình thấy cũng tưởng đâu dính con chuột nữa. Ai nhẹ đâu, con bìm bịp. Ủa con mắt của nó đổ quét gì. À, móng vuốt nó dữ thiệt chứ. Dính anh nha, không dính nữa cả nhà. Anh giá bắt mình bịp bó ra nè. Ôi dữ dằn rồi nha. Chà bá con mình bịp luôn, vô đó luôn, vô cái ngăn bên kia luôn. Rồi nó dữ vậy anh giá ơi. Nó thấy trắng trắng á, nó chui vô gì ha. Thấy trắng trắng tưởng đâu trứng gà trứng vịt vậy. Chui vô rồi thì bẫy liền. Rồi vô nó khù quá, nó khù mấy con chuột quá. Nha. Này đại bàng miền Tây của mình nè. Ăn mấy chuột con nữa đó. Con này dữ quá trời dữ rồi nha, con này bự luôn rồi nha. Rồi mình thăm tiếp đi cả nhà. Rồi mình thăm cái này, dính cái cuối cùng dính con này cả nhà. Vô vô cái cuối cùng có anh em mình này được dính được có mình dính cỡ ký ngoài. Mưa quá, mưa thăm toàn là chết nhiều cả nhà. Đây của anh giá nè, mấy con. Rồi con giá 2 kg á, cả 2 kg ngoài á. Con giá là cả 2 kg ngoài, 6 con ký. À con giá chắc cỡ 14 15 con giá. Giờ giá đặt lại cho mình. Đúng không? Dính con bìm bịp đó. 14 15 con rồi trúng con bìm bịp nữa. Nó hai chiếc xe đi gặp mưa bão trúng mánh luôn. Mưa phải đừng có mưa quá ngon. Mình thì có ký ký ngoài rồi đánh giá nhiều nè. Ôi ôi đánh giá 2 kg, mình ký ngoài. Rồi buổi tối của anh em mình là như kết thúc rồi. Sáng coi cái thành quả được nhiêu. Ồ bự á anh giá. Rồi bye bye cả nhà nha, hẹn cả nhà buổi sáng nha. Bye bye cả nhà. Rồi buổi sáng mình với anh giá cũng thăm xong rồi. Anh giá thăm xong rồi chạy về. Mình cũng vừa tới về tới nhà bỏ chuột ra. Mà tối mày được nhiêu nè. Cũng nhóc luôn. Đây được 17 con. Buổi sáng không được 17 con. Wow. 17 em. Nha. 17 em. Đã không, sáng dính còn bự bự không luôn. Con chuột nhỏ, chuột nhỏ đằng đó chân này. Con này là bự, con này bự nó quấn vô cái đùi kiều quá, kiều kìa, che quá trời. Nhúc nhích hết rồi. 17 con thì cũng được 2 kg ngoài nữa.
đó mình ký mấy nữa mượn bà, bà ký mấy 4 ký. Wow, đã bự bự không. Và mình cũng bỏ chuột vô cả nhà ơi. Mình cũng xin kết thúc clip ở đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ mình nha. Bye bye cả nhà nha. Hẹn video tiếp theo.